Cuộc phẫu thuật được tiến hành từ buổi sáng tại Bệnh viện Đại học Tokyo. Thông báo nêu rõ, các phẫu thuật đã thành công và cựu hoàng hậu đã được đưa về phòng hậu phẫu. Cựu Nhật Hoàng Akihito, người chính thức thoái vị hồi tháng 4 vừa qua với lý do sức khỏe, cùng công chúa Kuroda Sayako đã luôn ở bên chăm sóc cựu hoàng hậu Michiko từ trước khi tiến hành ca phẫu thuật. Cựu hoàng hậu Michiko, 84 tuổi, bị phát hiện có khối u bên ngực trái khi đi khám sức khỏe định kỳ hôm 12 tháng 7. Kết quả sinh thiết cho thấy bà bị ung thư giai đoạn đầu và chưa có dấu hiệu di căn.